các bạn này. Bánh thì các bạn nhồi lúc nào mà nó không bị dính tay nữa là ok các bạn nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vào khay con gấu các bạn nhé. Đây, các bạn nặn hình con gấu như thế này các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây. Này mình sẽ bật bếp luôn. Trời ơi, đùa, cái bánh nó dẻo lắm. Bỏ cái bột lên. Bỏ cái bột lên chứ. Cái bột thì tố rồi, đây đây đây, mình coi hình được. Thả một cái lên thích á, dẻo quá. Dẻo quá. Bột chi.